Samuel nhì chương 22. Vua David ca ngợi Chúa. Vua David dâng lên Chúa những lời của bài ca này sau khi Chúa giải cứu vua khỏi tay mọi kẻ thù và khỏi tay vua Saul, vua Can. Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải cứu con. Lạy Đức Chúa Trời là núi đá cho con nương náu. Ngài là thượng khiên che chở con, là đấng quyền năng cứu chuộc con, là tháp cao kiên cố, là nơi con trú ẩn, là đấng giải cứu. Ngài cứu con thoát khỏi kẻ bạo hành. Lạy Chúa, con ca ngợi Ngài khi con kêu cầu Chúa. Ngài giải thoát con khỏi kẻ thù nghịch con. Sóng tử thần vây lượn chung quanh, thác diệt vong cuộn xoay chực sẵn, dây âm phủ vương vấn bao quanh, bảy tử thần đón chờ con sập. Phúc gian nguy con kêu cầu Chúa, kêu xin Ngài là Đức Chúa Trời của con. Từ đền thánh Ngài nghe tiếng con, Ngài lắng tai nghe tiếng con kêu cứu. Bấy giờ đất chuyển mình rúng động, nền móng các tầng trời rung chuyển lung lay. Vì Chúa nổi giận, khói bốc lên từ mũi Ngài, miệng Ngài phát ra ngọn lửa thiêu nuốt và than hồng cháy rực. Chúa xé các tầng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây dày đen nghịt. Chúa cởi thần hộ giá vụt bay và xuất hiện trên cánh gió. Trướng rũ quanh Ngài là bóng tối, khối mây dày động nước, than hồng cháy rực chói sáng trước mặt Ngài. Chúa cho sấm nổ rền trời, đấng tối cao lên tiếng vang dội. Ngài bắn tên khiến quân thù tán loạn, phát chớp nhoáng chúng bỏ chạy tan hàng. Chúa quở một tiếng, đáy biển xuất hiện. Ngài nổi giận, nền móng trái đất phơi trần. Từ trời cao Chúa đưa tay nắm lấy con, vớt con lên khỏi nước sâu thăm thẳm. Ngài cứu con thoát khỏi kẻ thù cường bạo, khỏi những kẻ ghét con và mạnh thế hơn con. Chúng tấn công con ngày con lâm nạn, nhưng Chúa phù hộ con. Ngài đưa con ra khỏi cảnh nguy nan, Ngài giải cứu con vì Ngài thương con. Chúa ban thưởng con vì con vâng lời Ngài, Ngài ban phước cho con vì tay con trong sạch. Con giữ theo các đường lối Chúa dạy, không làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời con tôn thờ. Con vâng theo mọi mạng lệnh Ngài truyền, không lìa bỏ một điều răn nào. Chúa biết con hoàn toàn vâng theo Ngài và giữ mình không làm điều ác. Vậy Chúa ban phước cho con vì con vâng lời Ngài. Vì Chúa biết con trong sạch, Chúa bền lòng thương xót người nào trung thành vâng lời Ngài. Chúa đối xử trọn vẹn với người hoàn toàn vâng theo Ngài. Chúa đối xử ngay thẳng với người chân thật thanh liêm. Nhưng Ngài trừng phạt kẻ gian xảo xứng đáng với việc làm của chúng. Chúa giải cứu người khiêm nhu hạ mình, nhưng mắt Ngài thấy kẻ kiêu ngạo, Ngài hạ họ xuống. Lạy Chúa, Ngài là ngọn đèn của con. Chúa soi chiếu vào đời con, xua tan bóng tối tử vong và tội lỗi. Nhờ sức Ngài con tấn công quân thù, cậy ơn Đức Chúa Trời con phóng qua tường thành. Lạy Đức Chúa Trời, đường lối Ngài trọn vẹn, lời Chúa hứa đáng tin cậy hoàn toàn. Ngài là thuẫn khiên che chở mọi người ẩn náu bên Ngài. Ngoài Chúa ra, ai là Đức Chúa Trời? Ai là núi đá an toàn ngoài Đức Chúa Trời chúng con tôn thờ? Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là nơi trú ẩn vững chắc của con. Ngài giữ cho con đi lại an toàn, Ngài cho chân con nhanh nhẹn như chân nai, Ngài đặt con đứng vững vàng trên đỉnh núi. Chúa luyện tay con thạo việc chinh chiến, cánh tay con dương nổi cung đồng. Chúa che chở và giải cứu con, Chúa hạ mình xuống để nâng con lên. Chúa mở rộng đường cho con bước đi, nên con không vấp ngã. Con đuổi theo hủy diệt quân thù, chỉ trở về sau khi tận diệt chúng. Con tận diệt chúng, con đập tan chúng, chúng không đứng dậy nổi, chúng ngã gục dưới chân con. Chúa ban cho con sức mạnh để chiến đấu, Chúa khiến đối phương quỳ mọp dưới chân con. Chúa bắt kẻ thù quay lưng chạy trốn, con tiêu diệt những kẻ oán thù con. Chúng kêu cứu nhưng không ai cứu giúp,
Chúng kêu cầu Chúa nhưng Ngài không đáp lời. Con nghiền tan chúng như bụi đất, con dẫm nát chúng, chà đạp chúng như bùn ngoài đường. Dân con phản loạn, Chúa cứu con thoát khỏi. Ngài giữ con làm đầu các nước, dân xa lạ phải thần phục con, người nước ngoài cúi mọp trước mặt con. Nghe đến con tức khắc tuân theo, người nước ngoài tiêu tan khí phách, từ trong đồn lũy run rẩy bước ra. Lạy Chúa hằng sống, con ca ngợi Ngài là núi đá cho con nương náu. Con tôn vinh Đức Chúa Trời, Ngài là núi đá che chở con, Ngài cứu con thoát khỏi hiểm nguy. Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là đấng báo thù cho con, Ngài bắt các dân thần phục con, Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù, cho con chiến thắng đối phương, cứu con thoát khỏi kẻ bạo tàn. Vì thế lạy Chúa, con xin tôn vinh Ngài giữa muôn dân và ca hát ngợi khen danh Ngài. Chúa ban chiến thắng vẻ vang cho vua Ngài chọn. Chúa yêu thương người được Chúa sức dầu với tình yêu bền bỉ không dời đổi. Chúa yêu thương David và dòng dõi người đến muôn đời. Samuel nhì, chương 23. Những lời cuối cùng của vua David. Đây là những lời cuối cùng của vua David, lời của David con ông Isai, lời của người được nhấc lên cao, người được Đức Chúa Trời của nhà Gia-cốp sức dầu tấn phong, người sáng tác những bài ca được dân Israel ưa chuộng. Thần linh Chúa dùng ta phán dạy, sứ điệp Ngài ở nơi lưỡi ta. Đức Chúa Trời của dân Israel truyền dạy, núi đá của dân Israel phán với ta. Người nào cai trị nhân loại cách công minh, người nào cai trị với lòng kính sợ Đức Chúa Trời, sẽ như ánh sáng ban mai lúc mặt trời mọc. Vào một buổi sáng trời quang mây tạnh, ánh hào quang rực rỡ sau cơn mưa, làm cây cỏ xanh tươi mọc lên từ lòng đất. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban phước cho dòng dõi ta như vậy, vì Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời, có quy định đầy đủ không đổi dời. Mọi thành công, mọi điều ta ao ước, Ngài sẽ cho nảy mầm. Nhưng phường gian ác, hết thảy chúng đều bị nhổ bỏ như gai gốc, không ai dám nắm chúng trong tay. Người nào đụng đến chúng phải có dụng cụ bằng sắt hoặc gỗ cây giáo. Chúng bị đốt cháy rụi trong lửa ngay tại chỗ. Ba dũng sĩ của vua David. Đây là tên các dũng sĩ của vua David. Ông Joseph Ba-sê-bết, người Tách-kê-môn, đứng đầu các dũng sĩ. Người ta cũng gọi ông là Adino, người Ê-sen. Ông giết chết 800 người cùng một lúc. Kế đến trong số ba dũng sĩ là ông Ê-lê-a-sa, con ông Đô-đô, người A-hô-hi. Ông theo vua David khi họ thách quân Philistine đã tụ tập về đó để giao chiến. Quân Israel rút lui, nhưng ông giữ vững vị trí và chém giết quân Philistine cho đến khi bàn tay ông mệt mỏi, dính chặt vào thanh gươm. Quân Israel trở về ủng hộ ông, nhưng chỉ để lột xác chết. Ngày hôm ấy, Chúa cho dân Israel chiến thắng vẻ vang. Kế đến là ông Samma, con ông Age, người Ha-ra. Quân Philistine tụ về Lehi. Tại đó có một thửa đất trồng đậu lăng. Quân Israel chạy trốn quân Philistine, nhưng ông đứng giữa thửa đất, đánh giết quân Philistine và bảo vệ vườn đậu. Chúa cho dân Israel chiến thắng vẻ vang. Thành tích của ba dũng sĩ trong nhóm 30. Ba người trong nhóm 30 dũng sĩ hàng đầu đi xuống hang đá Adulam vào mùa gặt để gặp vua David. Một đạo binh Philistine đang đóng quân trong thung lũng Rephaim. Chúng đã đóng chiếm thành Bethlehem. Lúc ấy, vua David đang ở trong đồn ẩn náu. Vua nhớ nhà và nói, ước chi có ai cho ta uống nước lấy ở giếng từ cổng thành Bethlehem. Vậy ba dũng sĩ đột nhập trại quân Philistine, lấy nước từ giếng bên cổng thành Bethlehem đem về cho vua David. Nhưng vua từ chối không uống. Vua đổ nước ra, dâng lên Chúa, vua thưa, lạy Chúa, xin đừng cho con uống nước ấy.
vì đây là máu của những người đã liều mạng mình đi lấy về cho con. Vậy vua từ chối, không uống nước, đó là những thành tích của ba dũng sĩ Abishai và Benaya. Ông Abishai, anh ông Joab, con bà Seruya, đứng đầu các dũng sĩ. Ông vung gươm chém giết 300 người, nên có tên trong nhóm ba dũng sĩ. Ông được tôn trọng hơn nhóm 30 và chỉ huy họ nhưng không được vào bộ ba. Ông Benaya, con ông Jehoiada ở Cáp-xê-ên, là con một dũng sĩ đạt được nhiều thành tích. Chính ông đã giết hai con trai của ông Ariel người Moab. Chính ông cũng đã xuống hầm giết một con sư tử vào một ngày tuyết giá. Chính ông cũng đã giết một tên Ai Cập khổng lồ, tên Ai Cập cầm giáo, trong khi ông Benaya chỉ có cây gậy. Ông giật cây giáo khỏi tay tên Ai Cập và lấy cây giáo của nó mà giết nó. Ông Benaya, con ông Jehoiada, đã lập được những thành tích đó, nên ông có tên trong nhóm ba dũng sĩ. Ông được tôn trọng hơn nhóm 30 nhưng không được vào bộ ba. Vua David cử ông chỉ huy đoàn vệ binh. Nhóm 30. Trong nhóm 30 có ông Asael, em ông Joab, Enhanan, con ông Dodo ở Bethlehem, ông Shamma ở Harod, ông Elika cũng ở Harod, ông Helet người Phanti, ông Ira, con ông Iket ở Thekoa, ông Abiese ở Anatot, ông Mebunai ở Husa, ông Sanmon thuộc dòng dõi ông Ahoa, ông Mahajai ở Netopha, ông Helep con ông Baana ở Netopha, ông Itai con ông Ribai ở Gibea thuộc lãnh thổ Benjamin, ông Benaya ở Phi-ra-thôn, ông Hidai ở vùng khe suối núi Ga-ách, ông Abi-an-bôn ở Azaba, ông Ác-ma-vết ở Bahurim, ông En-ya-ba ở Sa-an-bim, ông Gia-sen ở Guni, ông Jonathan con ông Sam-ma ở Ha-ra, ông Ahi-am con ông Sa-ra ở A-ra, ông Eli-phê-lết con ông A-hát-bai ở Ma-a-ca, ông Eliam con ông Ahitophen ở Gilo, ông Hết-rai ở Cạc-mên, ông Pha-rai ở A-ráp, ông Gít-an con ông Na-thang ở Sô-ba, ông Ba-ni người Gác, ông Sê-lét người Am-môn, ông Na-ha-rai ở Bê-ê-rốt người mang khí giới của ông Joab con bà Sê-ru-gia, ông Ira người Gít-rơ, ông Ga-rép người Gít-rơ, ông U-ri người Hết, tổng cộng là 37 dũng sĩ. Samuel nhì chương 24, điều tra dân số. Chúa lại nổi giận với dân Israel. Ngài dục vua David gây hại cho họ. Ngài phán với vua: hãy đi đếm dân Israel và dân Juda. Vua bảo ông Joab, tướng chỉ huy quân lực đang ở với vua: hãy đi điều tra dân số khắp các chi tộc Israel từ thành Đan phía bắc đến Be'er-sheba ở phía nam, cho ta biết tổng số dân trong tuổi lính tráng là bao nhiêu. Ông Joab tâu với vua: cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời của bệ hạ ban cho bệ hạ một đội quân đông gấp 100 lần đội quân hiện tại. Cầu xin Ngài cho chính mắt vua chúa tôi thấy được điều đó. Nhưng tại sao vua chúa tôi lại muốn làm việc này? Tuy nhiên, lệnh vua truyền không thay đổi, nên ông Joab và các sĩ quan trong quân lực buộc lòng phải cáo lui và ra đi điều tra dân số khắp lãnh thổ Israel. Họ đi qua sông Giô-đanh và khởi sự đếm dân số từ thành A-rô-e và một thành ở giữa thung lũng, rồi đi lên hướng địa phận Gác đến thành Gia-xe. Họ đến địa phận Ga-la-át, đi xuyên qua lãnh thổ người Hết đến thành Ca-đết, đến Đan Gia-an rồi vòng về thành Si-đôn. Họ đến Ti-rơ, một thành lũy kiên cố, và đi khắp các thành của người Hê-vi và người Ca-na-an. Cuối cùng họ đến Be-e-sê-ba thuộc vùng sa mạc miền nam địa phận Giu-đa. Họ trở về thành Jerusalem,
sau khi đi khắp lãnh thổ mất 9 tháng 20 ngày. Ông Gioáp trình lên vua kết quả cuộc điều tra dân số. Israel có 800.000 binh sĩ biết tuốt gươm và Juda có 500.000. Bệnh dịch. Sau khi điều tra dân số xong, vua David bị lương tâm cắn rứt và thưa với Chúa: "Lạy Chúa, con đã làm một việc rất ngu dại và phạm tội nặng. Giờ đây, con xin Chúa tha tội cho đầy tớ của Ngài." Sáng hôm sau, trước khi vua David dậy, Chúa bảo tiên tri Gác là tiên tri phục vụ tại triều vua David: "Con hãy đi nói với David, Chúa phán như vậy: Ta có 3 cách để sửa trị ngươi. Ta cho phép ngươi chọn một trong 3, rồi ta sẽ theo đó mà sửa trị ngươi." Tiên tri Gác đến thuật lại cho vua David nghe. Tiên tri hỏi vua: "Bệ hạ chọn điều nào? 7 năm đói kém trên khắp lãnh thổ của bệ hạ, hoặc 3 tháng bệ hạ phải chạy trốn trong khi quân thù đuổi theo bệ hạ, hoặc 3 ngày bệnh dịch lan tràn khắp đất nước. Bây giờ, xin bệ hạ cân nhắc thận trọng, xem tôi phải thưa lại đấng sai bảo tôi như thế nào." Vua David nói với tiên tri Gác: "Ta bối rối vô cùng, ta khó chọn quá, thà chúng ta rơi vào tay Chúa còn hơn, vì Ngài rộng lòng thương xót. Xin đừng cho ta rơi vào tay loài người." Vậy Chúa giáng bệnh dịch xuống dân Israel từ sáng hôm đó cho đến giờ ấn định. Từ Đan đến Beersheba có 70.000 người chết. Thiên sứ đưa tay ra hướng về thành Jerusalem để hủy diệt thành, nhưng Chúa không muốn gây thêm khổ đau, nên bảo thiên sứ đang hủy diệt dân chúng: "Đủ rồi, rút tay về đi." Bấy giờ, thiên sứ của Chúa ở bên sân đạp lúa của ông Arauna người Jebu. Khi vua David thấy thiên sứ giết hại dân chúng, vua thưa với Chúa: "Chính con là người phạm tội, chính con là người lỗi lầm. Còn những con chiên này, chúng có làm gì đâu. Xin cho tay Chúa giáng xuống con và dòng họ nhà cha con." Vua David dựng bàn thờ. Ngay hôm ấy, tiên tri Gác đến nói với vua David: "Xin bệ hạ đi đến sân đạp lúa của ông Arauna người Jebu và dựng tại đó một bàn thờ để thờ Chúa." Vua David đi ngay theo lời chỉ dẫn của tiên tri Gác, y như Chúa đã truyền dạy ông. Ông Arauna nhìn ra thấy vua và triều thần tiến về phía mình. Ông liền đi ra, cúi sấp mặt xuống đất vái lạy vua. Ông Arauna thưa: "Tâu vua, chúa tôi đến gặp hạ thần có điều chi dạy bảo?" Vua David bảo: "Ta đến mua sân đập lúa của ngươi. Ta phải dựng bàn thờ lên tại đây để thờ Chúa và để cho bệnh dịch này ngưng, không hủy diệt dân chúng nữa." Ông Arauna thưa với vua David: "Xin vua chúa tôi tùy nghi sử dụng sân đạp lúa này và dâng tế lễ theo ý bệ hạ. Thưa đây có sẵn bò để dâng tế lễ toàn thiêu, cũng có bàn đạp lúa và ách bò để làm củi. Tâu bệ hạ, Arauna xin dâng bệ hạ tất cả những thứ đó." Ông Arauna thưa tiếp: "Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời của bệ hạ nhậm lời bệ hạ." Nhưng vua đáp: "Không được, ta muốn mua và trả tiền sòng phẳng cho ngươi. Ta không muốn dâng lên Chúa là Đức Chúa Trời của ta những của lễ toàn thiêu mà ta không mất tiền mua." Vậy vua David mua sân đạp lúa và bò với giá khoảng 16 lượng bạc. Vua David dựng lên tại đó một bàn thờ để thờ Chúa. Vua dâng lên Chúa tế lễ toàn thiêu và tế lễ cầu an. Chúa nhậm lời vua cầu xin cho đất nước và bệnh dịch ngưng hủy hoại dân Israel.